trên mặt trăng có biển và lục địa không? Buổi tối nhìn lên mặt trăng, bạn có thể thấy trên đó có chỗ sáng, chỗ tối. Người xưa không giải thích được hiện tượng này, nên tưởng tượng trên mặt trăng có cung quản hàng, có các chị hàng Nga sinh sống. Đầu thế kỷ 17, Galilei, nhà khoa học Italia lần đầu tiên dùng kính viễn vọng tự chế nhìn lên mặt trăng. Ông không thấy có các cô hàng Nga xinh đẹp mà chỉ phát hiện nhiều hố lồi lõm. Không bằng phẳng. Galilei cho rằng những chỗ sáng lồi lên chắc chắn là núi cao và lục địa, gọi là lục địa trăng; còn những chỗ tối và lõm xuống là biển, gọi biển trăng. Galilei đặt tên cho chúng là biển mây, biển ẩm thấp, biển mưa, biển gió bão, vân vân, nói thế tức là trên mặt trăng có lục địa và biển thật ư? Cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật quan trắc thiên văn, đặc biệt là sự phát triển của kỹ thuật thám sát vũ trụ, người ta phát hiện thêm bộ phận sáng trên mặt trăng đúng là núi cao đó là những ngọn núi và những dãy núi vòng tròn, nhưng bộ phận tối hơn không phải là biển, vì trong đó căn bản không có nước, chỉ là những chỗ trũng thấp thành các bình nguyên rộng lớn mà thôi. Mặc dù như vậy, biển Trăng, cái tên này tuy gọi không đúng nhưng vẫn dùng mãi cho đến nay. Có 22 biển đã chính thức có tên gọi, tuyệt đại đa số phân bố ở nửa đối diện với trái đất, trong đó biển to nhất được gọi là biển Gió Bảo, diện tích hơn 5 triệu km vuông, tiếp theo là biển Mưa, Diện tích khoảng 80 vạn km vuông. Vì biển trăng nói chung thấp hơn lục địa từ 2.000 đến 3.000 m, chỗ sâu nhất thấp hơn 6.000 m. Cộng thêm các bộ phận lục địa trên mặt trăng chủ yếu là đá màu sáng cấu tạo thành. Còn các biển chủ yếu do đá màu đen cấu tạo nên, do đó bộ phận lục địa phản chiếu ánh nắng mặt trời mạnh hơn, ta nhìn lên thấy sáng hơn, còn phần biển phản chiếu ánh nắng mặt trời yếu hơn nên ta nhìn thấy tối hơn. Vì sao nói mặt trăng đang xa dần trái đất? bạn của trái đất là mặt trăng, hàng tháng quay quanh trái đất đã mấy tỷ năm, điều đó tạo nên đôi bạn gắn bó với nhau như hình với bóng trong tuyến độc đáo của hệ mặt trời. Vì mặt trăng là một thiên thể tự nhiên cách trái đất gần nhất, cho nên chuyển động của mặt trăng đối với chúng ta đã được nghiên cứu rất chi tiết, chỉ cần mặt trăng có một biển đổi nhỏ đều có thể đo được. 200 năm trước các nhà thiên văn căn cứ vào tư liệu Nhật, Nguyệt Thực đã phát hiện quỹ đạo của mặt trăng quay quanh trái đất đang dần dần to lên, tức là nói mặt trăng đang ngày càng xa dần trái đất. Những thiết bị quan trắc chính xác hiện đại đã chứng minh điều này và tính ra mấy năm gần đây, hàng năm mặt trăng cách xa trái đất với tốc độ 3 cm. Nguyên nhân gì đã khiến cho mặt trăng dần dần cách xa trái đất? Nguyên là do tác dụng thủy triều của trái đất mà mặt trăng gây ra. Lực hấp dẫn của mặt trăng gây nên thủy triều nước biển trên bề mặt trái đất. Phương lan truyền của thủy triều ngược với phương tự quay của trái đất sự ma sát của thủy triều với đáy biển đã khiến cho tốc độ tự quay của trái đất chậm lại đương nhiên đó là một lượng vô cùng nhỏ hệ thống trái đất mặt trăng cần phải bảo đảm sự cân bằng về động lượng gốc động lượng gốc mà trái đất tự quay bị giảm dần sẽ chuyển sang quỹ đạo chuyển động của mặt trăng to dần kết quả khiến cho tốc độ mặt trăng quay quanh trái đất tăng lên do đó lực ly tâm cũng tăng lên khiến cho mặt trăng dần dần bị đẩy ra xa trái đất trên thực tế hiện tượng này đã kéo dài mấy tỷ năm ba tỷ năm trước khoảng cách mặt trăng cách xa trái đất chỉ bằng một nửa hiện nay có lẽ sẽ có người lo lắng mặt trăng sẽ dần dần đi xa hẳn mà không còn là bạn của trái đất nữa không thể như thế được bởi vì một khi tốc độ mặt trăng quay quanh trái đất thì lúc đó sự lan truyền của thủy triều nước biển sẽ mất đi khiến cho nhân tố trái đất tự quay chậm cũng không còn nữa lúc đó khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất sẽ không tăng lên nữa vì sao mặt trăng che lấp các sao? Mặt trăng là thiên thể tự nhiên gần trái đất nhất. Từ trái đất nhìn lên ta thấy mặt trăng là một thiên thể có đường kính khoảng 0,5 độ trên bầu trời, nó chuyển động từ Tây sang Đông, bình quân mỗi ngày di chuyển được 13 độ. Khi mặt trăng chuyển động đến giữa trái đất và mặt trời, cả ba nằm trên một đường thẳng thì mặt trăng sẽ che lấp mặt trời. Phát sinh nhật thực khi mặt trăng che lấp những hành tinh rất xa thì sẽ phát sinh mặt trăng che lấp các ngôi sao từ mấy trăm năm trước các nhà thiên văn khi quan sát mặt trăng che lấp sao đã phát hiện các sao bị mất đi trong một thời gian ngắn từ đó mà suy đoán được trên mặt trăng không có không khí ngày nay thông qua những biện pháp quan trắc hiện đại khi mặt trăng che lấp sao người ta nghiên cứu phát hiện thấy ánh sáng ngôi sao bị che lấp sẽ gây ra hiện tượng nhiễu xạ ở gần bề mặt mặt trăng Hiện tượng này tuy chỉ kéo dài 0,05 giây, nhưng dùng đồng hồ đo tốc độ nhanh của ánh sáng và máy tính hoàn toàn có thể ghi lại được. Nghiên cứu ảnh nhiễu xạ của ánh sáng sao có thể xác định được đường kính gốc của hành tinh biệt trăng che khuất, hoặc nghiên cứu được lớp khí chung quanh hành tinh. Do đó quan trắc hiện tượng mặt trăng che lấp các ngôi sao không những là công việc của các nhà thiên văn. Đồng thời cũng là những mục quan trắc rất thú vị của những nhà thiên văn nghiệp dư. Ngoài mặt trăng che lấp các hành tinh, còn che lấp nguồn sống vô tuyến, nguồn tia hồng ngoại và nguồn tia ít ở gần quỹ đạo của nó. Thông qua những quan trắc này có thể nhận được những kết cấu chính xác về các nguồn bức xạ này. Những năm năm không của thế kỷ 20, các nhà thiên văn đã từng căn cứ vào kết quả quan trắc nguồn sống vô tuyến mạnh của chòm sao Kim Ngưu bị mặt trăng che lấp. Mà chứng thực được nó là di tích của ngôi sao siêu mới năm 1054. Mặt trăng cũng có thể che lấp hành tinh, gọi là trăng che hành tinh hành tinh cũng có thể che lấp hành tinh gọi là hành tinh che lấp sao? Đó là những tượng tương đối ít gặp. Có phải Trung Thu trăng sáng hơn không? Trung Quốc gọi ngày rằm tháng 8 của nông lịch là Tết Trung Thu, lịch sử có hơn 2.000 năm nay. Tết Trung Thu có phong tục ăn bánh Trung Thu, tối thiểu đã hơn 1.000 năm nay. Nhiều người cho rằng, trăng rằm tối Trung Thu sáng hơn so với trăng ở những đêm khác. Người xưa làm thơ và viết văn đều miêu tả như thế. Nhưng từ góc độ thiên văn học hiện đại mà xét thì trăng trung thu không sáng hơn trăng của những ngày khác. Mặt trăng chuyển động trên quỹ đạo elip quanh trái đất, vì vậy khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất lúc gần, lúc xa, nó biến động trong khoảng 40,67 vạn 35,64 vạn km. Vào Tết Trung thu mặt trăng thường không ở vị trí gần trái đất nhất, tức là sẽ không sáng hơn so với các tháng khác. Từ lần trăng tròn này đến lần trăng tròn sau bình quân phải trải qua 29 ngày 12 giờ 44 phút, gọi là một tháng sóc vọng. Trong nông lịch quy định sóc là ngày mồng 1, sau ngày sóc bình quân 14 ngày 18 giờ 22 phút mới là ngày vọng. Cho nên chỉ cần sóc phát sinh vào sáng ngày 1 thì vọng mới phát sinh vào tối ngày rằm. Nhưng thường phát sinh trăng vọng không phải tối ngày rằm mà là tối ngày 16. Độ dài của sóc vọng có thể lấy giá trị bình quân trên dưới 6 giờ, do đó có lúc kéo dài đến sáng ngày 17 vòng mới phát sinh. Trên thực tế đêm Trung Thu trăng thường chưa tròn và sáng như đêm ngày 16. Vì sao người ta cảm thấy trăng đêm Trung Thu sáng hơn tất cả? Đó hoàn toàn là do cảm giác chủ quan của nhiều năm lưu truyền lại do phong tục tập quán gây nên. Mùa xuân thời tiết còn lạnh, người ta ít ở bên ngoài để thưởng thức trăng sao, mùa hè trăng khá thấp, ánh sáng trăng tương đối ít còn các sao trên trời lại đặc biệt nhiều ban đêm hóng mát bên ngoài chủ yếu là quan sát giải ngân hà và ngưu lan. chức nữ cũng như là tâm tú nhị màu đỏ trong chòm sao thiên hát trên bầu trời phương nam mùa đông tuy trăng sáng nhưng vì trời lạnh nên không ai ở ngoài để thưởng thức còn mùa thu trời mát mẻ bầu trời sáng sủa nên mặt trăng trở thành đối tượng chủ yếu để quan sát chẳng trách mà người ta cho rằng trăng trung thu sáng khác thường vì sao phát sinh nhật thực và nguyệt thực mặt trăng quay quanh trái đất đồng thời trái đất lại mang mặt trăng quay quanh mặt trời nhật thực và nguyệt thực chính là kết quả của hai loại chuyển động quay này gây nên khi mặt trăng chuyển động đến giữa trái đất và mặt trời hơn nửa ba thiên thể này lại nằm trên một đường thẳng hoặc gần thẳng hàng với nhau thì mặt trăng sẽ che lấp ánh sáng mặt trời phát sinh nhật thực khi mặt trăng quay đến mặt sau của trái đất hơn nữa ba thiên thể này lại nằm trên một đường thẳng hoặc gần thẳng thì trái đất sẽ che lấp ánh sáng mặt trời phát sinh nguyệt thực. Vì vị trí của người quan sát trên mặt đất khác nhau và cự ly từ mặt trăng đến trái đất cũng khác nhau cho nên tình trạng nhìn thấy nhật thực và nguyệt thực cũng khác nhau. Nhật thực có, nhật thực toàn phần, nhật thực vòng, nhật thực toàn vòng và nhật thực một phần, nguyệt thực có nguyệt thực toàn phần và nguyệt thực một phần. Khi phát sinh nhật thực, mặt trăng che lấp mặt trời sẽ để lại bóng trên mặt đất. Những chỗ trên mặt đất bị bóng của mặt trăng lướt qua sẽ hoàn toàn không thấy được mặt trời gọi là nhật thực toàn phần. Những chỗ trên trái đất bị một phần bóng của mặt trăng lướt qua. Nhìn thấy mặt trời bị trăng che lấp một phần gọi là nhật thực một phần. Có lúc vì khoảng cách giữa mặt trăng với trái đất khác nhau nên khi phát sinh nhật thực, bóng của mặt trăng không đến được mặt đất, trong khu vực bị bóng mặt trăng kéo dài bao bọc người ta còn nhìn thấy mép của mặt trời, cũng tức là nói mặt trăng chỉ che lấp phần trung tâm của mặt trời. Hiện tượng đó gọi là nhật thực vòng. Trước và sau các giai đoạn nhật thực toàn phần và nhật thực vòng còn có thể thấy được nhật thực một phần. Trong trường hợp ít gặp là trong quá trình một lần nhật thực vì cự ly từ mặt trăng đến trái đất biến đổi, nên có một số vùng chỉ nhìn thấy nhật thực toàn phần, còn một số vùng khác chỉ có thể nhìn thấy nhật thực vòng, gọi là nhật thực toàn vòng. Khi phát sinh nguyệt thực nếu một phần bóng trăm bóng thực của mặt trăng đi vào trái đất, ta gọi đó là nguyệt thực từng phần còn khi toàn bộ bóng mặt trăng đi vào trái đất thì gọi là nguyệt thực toàn phần. Có một quy luật ta nên ghi nhớ, nhật thực luôn phát sinh vào ngày sóc, đầu tháng, còn nguyệt thực luôn phát sinh vào ngày vọng, trăng tròn. Thông thường một năm tối thiểu phát sinh hai lần nhật thực. Có lúc phát sinh ba lần, nhiều nhất là năm lần, nhưng những dịp như thế rất khó gặp. Nguyệt thực hàng năm phát sinh khoảng một đến hai lần, nếu tháng giêng năm đó đã phát sinh nguyệt thực thì trong năm đó có thể phát sinh nguyệt thực ba lần, năm nào cũng có nhật thực, nhưng có những năm có thể không có nguyệt thực. Cách khoảng 5 năm, năm thì có một năm không có nguyệt thực. Số lần nhật thực nhiều hơn nguyệt thực. Vậy vì sao bình thường chúng ta thấy nguyệt thực nhiều hơn nhật thực? Đối với trái đất mà nói, số lần nhật thực hàng năm nhiều hơn nguyệt thực, nhưng đối với một địa phương nào đó mà nói thì những dịp nhìn thấy nguyệt thực lại nhiều hơn nhật thực. Đó là vì mỗi lần phát sinh nguyệt thực thì cả nửa trái đất đều thấy, còn phát sinh nhật thực chỉ có một số người ở một dải đất hẹp nào đó mới thấy được. Nhật thực toàn phần càng khó gặp hơn. Đối với một địa phương mà nói, bình quân khoảng 200 đến 300 năm mới gặp một lần. Ở Thượng Hải ngày 22 tháng 7 năm 2009 thấy nhật thực toàn phần, ở Bắc Kinh phải đến ngày 2 tháng 9 năm 2035 mới có thể có vì sao các nhà thiên văn phải quan sát nhật thực và nguyệt thực mặt trời là nguồn năng lượng của sự sống trên trái đất tất cả mọi sự biến đổi phát sinh trên mặt trời đều liên quan mật thiết với cuộc sống thường ngày của chúng ta ví dụ bầu khí của mặt trời phát sinh bùng nổ sẽ ảnh hưởng đến sự biến đổi thời tiết sống ngắn vô tuyến trên mặt đất vì vậy hiểu được bản chất của mặt trời nắm chắc tính khí của nó rất có ý nghĩa muốn tìm hiểu thì phải quan sát nhưng quan sát mặt trời gặp rất nhiều trở ngại thông thường ta chỉ thấy được ánh sáng mặt trời rất mạnh tuyệt đại bộ phận là do tầng khí thấp nhất của mặt trời phát ra đó gọi là tầng quan cầu ánh sáng tầng ngoài cùng của bầu khí mặt trời rất yếu khi quan sát mặt trời từ mặt đất vì ánh sáng bịt khí quyển trái đất tán xạ khiến cho không khí trở nên rất sáng hoàn toàn che lấp ánh sáng của bầu khí tầng ngoài mặt trời làm cho ta không nhìn thấy các hiện tượng ở đó dùng những thiết bị thông thường chỉ có thể nhìn rõ tầng quan cầu khi nhật thực toàn phần mặt trăng che lấp quan cầu của mặt trời bầu trời trở thành tối ánh sáng của bầu khí tầng ngoài mặt trời mới hiện rõ lộ ra bộ mặt thật khiến cho ta có thể nhìn thấy được những hiện tượng mà thường ngày không thể nhìn thấy hoặc thấy không rõ sắc cầu bề mặt mặt trời và cùng mặt trời đều là các phần cấu tạo nên bầu khí tầng ngoài mặt trời trên đây đã nói đến sự biến đổi của thời tiết trên trái đất các thông tin vô tuyến bị nhiễu đều liên quan chặt chẽ với hoạt động của chúng vì vậy tầng sắc cầu bề mặt mặt trời quần mặt trời đều là những đối tượng gây hứng thú cho các nhà thiên văn bình thường với điều kiện nhất định cũng có thể quan trắc được tầng sắc cầu bề mặt mặt trời quần mặt trời nhưng khi có nhật thực toàn phần thì những hiện tượng này có thể nhìn thấy rất rõ lúc đó tiến hành nghiên cứu sẽ thu được những kết quả rất có giá trị cho nên mỗi lần phát sinh nhật thực toàn phần các nhà khoa học không ngại xa xôi nhìn dặm, mang vác các thiết bị cồng kềnh đến vùng nhật thực toàn phần để tiến hành quan trắc. Vậy vì sao phải quan trắc nguyệt thực? Khi có nguyệt thực toàn phần, thông qua nghiên cứu độ sáng và màu sắc của mặt trăng, các nhà thiên văn có thể phán đoán được thành phần không khí ở tầng trên của khí quyển trái đất. Khi nguyệt thực có thể đo được sự biến đổi nhiệt độ bề mặt mặt trăng, giúp ta nghiên cứu cấu tạo bề mặt của mặt trăng ngoài ra còn có thể từ quá trình nguyệt thực để nghiên cứu kỹ quy luật chuyển động của trái đất và mặt trăng so sánh ta thấy quan trắc nhật thực có ý nghĩa khoa học hơn nhiều so với quan trắc nguyệt thực vì sao không nên dùng mắt trực tiếp quan sát nhật thực nhật thực là hiện tượng tự nhiên hiếm thấy đặc biệt nhật thực toàn phần càng kỳ quan tráng lệ trong một thời gian ngắn các nhà khoa học đã dùng các loại kính viễn vọng thiên văn và kính viễn vọng điện tử để quan sát nhật thực tiến hành chụp ảnh và ghi chép, phân tích quan phổ và đường công biến đổi độ sáng bằng sóng vô tuyến. Mỗi lần phát sinh nhật thực nhiều người đều thích thú về hiện tượng thiên văn này, mong muốn nhìn thấy được rõ hơn nó bắt đầu như thế nào, phát triển, biến đổi ra sao cho đến khi kết thúc. Khi quan sát nhật thực phải chú ý không nên dùng mắt trực tiếp nhìn thẳng lên mặt trời. Mấy chục năm trước ở Đức có người mấy người vì trực tiếp nhìn vào mặt trời mà hai mắt bị mù trực tiếp dùng mắt xem nhật thực vì sao lại hại mắt, thậm chí khiến cho mắt bị mù. Mọi người đều có kinh nghiệm sau, dùng mắt trực tiếp nhìn mặt trời, mặc dù chỉ nhìn trong thời gian ngắn nhưng con mắt sẽ bị kích thích mạnh, trước mắt hình thành một quần tối rất lâu mới phục hồi được. Đó là vì trong mắt có thủy tinh thể, nó có tác dụng như thấu kính tập trung ánh sáng. Mắt nhìn thẳng vào mặt trời thì nhiệt năng trong ánh nắng sẽ tích tụ lại trên võng mạc ở đáy mắt, khiến cho nó bị kích thích nếu nhìn thời gian dài thì võng mạc sẽ bị đốt tổn thương và thị lực mất đi. Khi phát sinh nhật thực, đại bộ phận thời gian đều là nhật thực một phần, mặt trăng chỉ che lấp một phần mặt trời, bộ phận còn lại của mặt trời vẫn phát sáng với độ nhiệt mạnh như bình thường. Cho nên trực tiếp dùng mắt để quan sát vẫn bị tổn thương như thường, vậy có biện pháp gì đơn giản để quan sát nhật thực không? Thông thường có thể dùng một miếng kính đã được nhuộm đen đặt trước mắt, hoặc dùng một tấm kính đặt trên ngọn lửa để hung đen khói độ dày của lớp bụi đen phải đồng đều khiến cho con mắt nhìn qua nó thấy mặt trời trở thành màu đồng đen như vậy vừa không nhức mắt lại vừa thấy rõ bởi vì tấm kính đã được bôi đen có thể hấp thu phần lớn nhiệt năng trong ánh sáng mặt trời khiến cho ánh sáng mặt trời tích tụ trên võng mạc không đến mức gây ra tổn thương cũng có thể dùng một chậu nước đã được pha mực đen vào để quan sát ảnh của mặt trời trong nước nhưng vì khả năng phản xạ ánh sáng của nước còn rất lớn cho nên không được nhìn lâu phải vừa xem vừa dừng thì mắt sẽ không bị tổn thương. Như vậy có phải là bất cứ lúc nào đều không thể trực tiếp dùng mắt để xem nhật thực không? Trong điều kiện đặc biệt vẫn có thể được. Trường hợp giai đoạn nhật thực toàn phần, lúc đó toàn bộ mặt trời bị mặt trăng che khuất, chỉ sót lại cùng mặt trời tối ở phía ngoài, lúc đó có thể dùng mắt để trực tiếp quan sát. Nhưng số lần nhật thực toàn phần phát sinh rất ít, hơn nữa giai đoạn nhật thực toàn phần lâu nhất cũng chỉ kéo dài khoảng 7 phút 40 giây. Còn quá trình phát sinh nhật thực có thể kéo dài 2 đến 3 giờ. Trong đó phần lớn thời gian là nhật thực một phần, cho nên phải dùng những phương pháp đã giới thiệu ở trên để quan sát. Có trường hợp nhật thực phát sinh vào lúc mặt trời mới mọc hoặc mặt trời sắp lặn, hiện tượng đó gọi là nhật thực mọc hoặc nhật thực lặn, vì lúc đó ánh sáng mặt trời bị khí quyển dày đặc của trái đất làm yếu đi, nên có quan sát trực tiếp được bằng mắt thường. Mặt trời là thiên thể nào? Từ trái đất hàng ngày ta thấy mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây. Mặt trời chiếu xuống trái đất đưa lại cho ta ánh nắng và nguồn nhiệt. Mặt trời là thiên thể trung tâm của hệ mặt trời, cũng là một hành tinh gần trái đất nhất. Khoảng cách bình quân giữa mặt trời với trái đất là 149,6 triệu km, đường kính là 1,39 triệu km, gấp 109 lần đường kính trái đất. Thể tích gấp 1,3 triệu lần trái đất khối lượng gấp 33 vạn lần trái đất, mật độ bình quân là 1,4 gram trên cm khối. Mặt trời cũng tự quay, chu kỳ tự quay ở đới xích đạo là 25 ngày, càng gần hai cực chu kỳ càng dài hơn, ở hai cực là 35 ngày. Các nguyên tố phong phú nhất trên mặt trời là hydro, tiếp đến là heli, ngoài ra còn có carbon, nitơ, oxy và các loại kim loại giống như các nguyên tố hóa học cấu tạo nên trái đất. Chẳng qua tỷ lệ cấu tạo khác nhau mà thôi mặt trời là một quả cầu lửa nóng bỏng. Tầng ngoài của nó gồm ba tầng, quan cầu, sắc cầu và quần mặt trời mấy tầng này cấu tạo thành tầng khí của mặt trời. Mặt tròn của mặt trời mà ta nhìn thấy gọi là cầu quan, độ dày của nó khoảng 500 km, ánh sáng chói mắt chính là từ tầng này phát ra. Sắc cầu là mặt ngoài của quan cầu. Là tầng trung gian của bầu khí mặt trời, ước cao mấy nghìn km, nhiệt độ từ mấy nghìn đến mấy vạn độ khi nguyệt thực toàn phần, những tia sáng mãnh liệt phát ra từ cầu quan biệt trời che lấp, nên ta có thể nhìn thấy tầng khí này có màu đỏ thẳm, do đó gọi tầng này là sắc cầu hoặc tầng sắc cầu. Quần mặt trời là tầng ngoài cùng nhất của bầu khí mặt trời. Tầng này có thể có chiều dày tương đương mấy lần bán kính của mặt trời, có lúc thậm chí còn dày hơn nữa. Nó chủ yếu được cấu tạo bởi các nguyên tử điện ly cao độ và các điện tử tự do, mật độ rất loãng tầng trong của quần mặt trời hoặc gọi là quần trong, nhiệt độ cao đến triệu độ. Độ lớn và hình dạng của quần mặt trời có liên quan đến hoạt động của mặt trời. Ở thời kỳ mặt trời hoạt động mạnh, quần mặt trời hình tròn, thời kỳ mặt trời hoạt động yếu quần mặt trời bị co lại về phía hai cực, ở đường xích đạo của mặt trời lội ra. Độ sáng của quần trong ước khoảng một phần triệu của quan cầu, gần giống với ánh sáng của mặt trăng vào tối 15 hoặc 16 âm lịch trước kia các nhà thiên văn quan trắc sắc cầu ngoài những dụng cụ quan trắc ánh sáng đơn sắc ra còn có thể quan trắc lúc nhật thực toàn phần còn đối với quần mặt trời trước kia chỉ có thể quan trắc lúc nhật thực toàn phần ngày nay có thể dùng máy quan trắc quần mặt trời để quan sát mấy năm gần đây quan trắc của vệ tinh nhân tạo chứng tỏ chất khí của quần mặt trời vì nhiệt độ cao mà không ngừng giãn nở bắn ra những dòng hạt hình thành gió mặt trời Ngoài ra ở mép ngoài của mặt trời còn có những khí đoàn giống như ngọn lửa màu đỏ phát ra ánh sáng. Gọi là tai lửa mặt trời. Có lúc nó bắn ra với tốc độ rất lớn, có thể đạt đến mấy chục vạn km, sau đó lại rơi vào sắc cầu. Sự xuất hiện độ sáng của quần mặt trời, giống như vết đen mặt trời, có chu kỳ khoảng 11 năm. Bình thường ta dùng mắt thường không thấy được, chỉ có các nhà thiên văn dùng kính viễn vọng quan sát sắc cầu hoặc kính phân quang hoặc quan sát lúc nhật thực toàn phần mới nhìn thấy được. Vì sao nói mặt trời là hành tinh phổ thông? Mặt trời là thiên thể mà ta quen thuộc nhất. Nó là thiên thể trung tâm của hệ mặt trời, khối lượng đạt 2 tỷ 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 tấn, nhiều hơn 33 vạn lần khối lượng của trái đất chúng ta, nó là một khối lượng độc nhất chiếm khoảng 99% tổng số khối lượng của hàng vạn các thiên thể to nhỏ trong toàn hệ mặt trời cộng lại. Đường kính của Mặt Trời khoảng 1,392 triệu km, gấp 109 lần đường kính trái đất. Độ sáng của nó càng không có thiên thể nào so sánh được. Cấp sao của nó là cấp âm 26,7, so với những sao tối nhất mà mắt thường có thể nhìn thấy được sáng hơn 1 vạn tỷ lần. Với con người sống trên trái đất thì Mặt Trời khác hẳn với các thiên thể khác. Nguyên nhân chủ yếu là vì nó cách chúng ta rất gần, là một trong những hành tinh gần ta nhất. Khoảng cách giữa mặt trời với trái đất khoảng 150 triệu km, ánh sáng đi từ mặt trời đến trái đất chỉ mất 8,3 phút. So với những thiên thể cách chúng ta rất xa, cự ly phải dùng đến đơn vị năm ánh sáng để tính thì quả thực là khoảng cách giữa mặt trời và trái đất không đáng kể gì. Ta có thể so sánh mặt trời với các hành tinh khác để nhận thức được trong vũ trụ hàng nghìn tỷ hành tinh. Mặt trời là một thiên thể như thế nào? Về mặt khối lượng mà nói, khối lượng của các hành tinh cơ bản nằm trong khoảng mấy phần trăm đến gấp 120 lần khối lượng của mặt trời, trong đó số lượng hành tinh bằng 0,1 đến 10 lần mặt trời là nhiều nhất. Có thể thấy mặt trời chỉ là một hành tinh phổ thông có khối lượng ở mức trung bình. Về đường kính mà nói, nói chung người ta cho rằng, ngôi sao đồng hành trong số các ngôi sao không thấy được của hệ thống thực song tinh trong chòm sao ngự phu là hành tinh lớn nhất đã biết được cho đến nay. Đường kính khoảng 5,7 tỷ km, lớn hơn 4.000 lần đường kính của mặt trời. Sao nơ trân là ngôi sao nhỏ nhất cho đến nay phát hiện được, đường kính của nó chỉ khoảng 10 km, chỉ bằng 1 phần 14 vạn của đường kính mặt trời. Nói về độ sáng, tức là năng lực phát sáng thực của các hành tinh, phạm vi biến đổi rất lớn, đại thể trong khoảng 1 phần 50 vạn đến trên 1 phần 50 vạn của độ sáng mặt trời. Nhiệt độ bề mặt của các hành tinh cơ bản nằm trong khoảng 2.000 độ C đến 80.000 độ C, mặt trời nằm ở giữa, nhiệt độ bề mặt của nó khoảng 6.000 độ C, sau khi so sánh ta thấy rõ, mặt trời sở dĩ khác với các hành tinh khác là vì nó rất gần ta. Từ hàng tỷ hành tinh trong vũ trụ mà xét thì mặt trời chỉ là một hành tinh bình thường, không có gì đặc biệt. Không những thế, nó cũng giống như các hành tinh khác, chỉ là một thành viên trong hệ ngân hà mà thôi. Vì sao mặt trời phát sáng và phát nhiệt? Mặt trời giống như một quả cầu lửa nóng bỏng, chói chang hàng giờ hàng phút nó đều bức xạ một năng lượng lớn, phát ra ánh sáng và nhiệt trong vũ trụ, trong đó có trái đất chúng ta. Nhưng lượng ánh sáng mặt trời mà trái đất nhận được chỉ bằng 1 phần 2,2 tỷ toàn bộ năng lượng bức xạ của mặt trời. Ta có thể hình dung uy lực của mặt trời như sau. Nếu có một lớp băng dày 12 mét bọc kín bề mặt mặt trời thì chỉ sau một phút, nhiệt lượng của mặt trời sẽ làm nóng chảy toàn bộ lớp băng đó. Điều khiến cho ta kinh ngạc hơn là mặt trời đã từng chiếu sáng như thế hàng mấy tỷ năm nay. Từ rất lâu người ta đã thắc mắc, năng lượng khổng lồ của mặt trời từ đâu mà có. Đương nhiên mặt trời không phải được đốt cháy thông thường. Bởi vì cho dù khí oxy và than có chất lượng tốt nhất, có khối lượng to bằng mặt trời thì cũng chỉ có thể duy trì được sự cháy sáng trong 2.500 năm. Nhưng tuổi của mặt trời thì dài hơn thế rất nhiều, có thể tính đến hàng tỷ năm năm 1854 nhà khoa học Đức Cai Múc lần đầu tiên đưa ra thuyết khoa học về nguồn năng lượng mặt trời. Ông cho rằng, các chất khí trên mặt trời không ngừng phát ra nhiệt lượng. Do đó không ngừng bị nguội đi và co lại. Những chất co lại này lại rơi vào mặt trời, sản sinh ra số năng lượng để không ngừng bổ sung cho năng lượng mặt trời đã mất đi. Theo tính toán đường kính của mặt trời hàng năm nếu giảm đi 100 mét thì năng lượng con ngót sản sinh ra đủ để bù đắp năng lượng nó đã bức xạ. Nhưng đáng tiếc là cho dù đường kính ban đầu của mặt trời có thể bằng đường kính quỹ đạo của hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời thì sự con ngót của nó cho đến hết cũng chỉ đủ để duy trì mặt trời chiếu sáng 20 triệu năm. Ở thế kỷ 19 có một số nhà khoa học cho rằng mặt trời phát sáng là do các vẫn tinh rơi xuống mặt trời sản sinh ra nhiệt lượng, phản ứng hóa học, sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ, V, V mà gây nên nhưng tất cả những điều này đều không thể phóng thích ra một nguồn năng lượng khổng lồ đủ để mặt trời phát sinh ra nguồn năng lượng lớn và lâu như thế. Năm 1938 người ta phát hiện ra phản ứng hạt nhân nguyên tử, cuối cùng đã giải thích được câu đố về nguồn năng lượng mặt trời. Sở dĩ mặt trời phát ra nguồn năng lượng khổng lồ như thế, đó là nhờ phản ứng hạt nhân nguyên tử của mặt trời. Mặt trời vốn chứa rất nhiều nguyên tố hydro ở tâm mặt trời dưới điều kiện nhiệt độ cao, 15 triệu độ C, áp suất cao, các hạt nhân nguyên tử hydro tác dụng lẫn nhau kết hợp với nhân nguyên tử heli nên đồng thời phóng thích ra lượng ánh sáng và lượng nhiệt vô tận như thế. Vì vậy quá trình mặt trời phát nhiệt không phải là hiện tượng thông thường như ta vẫn tưởng. Trong mặt trời các phản ứng nhiệt hạch của hydro biến thành heli, đó là nguồn năng lượng lớn nhất của mặt trời. Trên mặt trời lượng hydro tham gia phản ứng nhiệt hạch này rất phong phú tối thiểu có thể cung cấp cho mặt trời tiếp tục chiếu sáng và phát nhiệt 5 tỷ năm nữa. Sau này mặc dù toàn bộ hydro trên mặt trời có thể bị cháy hết, nhưng còn có phản ứng nhiệt hạch của các nguyên tố khác nữa, nên mặt trời có thể tiếp tục phát sáng và phát nhiệt mãi mãi. Đo nhiệt độ mặt trời như thế nào? Từ rất sớm nhà thiên văn Nga Salasi đã từng làm một thí nghiệm rất lý thú. Ông dùng một thấu kính lõm đường kính một mét hướng về mặt trời ở tiêu điểm của kính nhận được một ảnh mặt trời to bằng đồng xu. Khi ông đặt một miếng kim loại vào tiêu điểm của kính lõm, miếng kim loại rất nhanh bị uống công rồi nóng chảy. Ông phát hiện nhiệt độ ở tiêu điểm khoảng 3. 500 độ C, giáo sư Salasi cho rằng nhiệt độ trên mặt trời dù sao cũng không thể thấp hơn 3.500 độ C. Thí nghiệm của Salasi không những làm sáng tỏ câu đố về nhiệt độ mặt trời mà đồng thời còn cung cấp cho ta một gợi ý quan trọng, nhiệt độ mặt trời có thể tìm được thông qua bức xạ của nó. Mặt trời không ngừng chiếu sáng và phát nhiệt trong không gian quanh nó, nhưng mãi đến đầu thế kỷ 19 người ta còn chưa biết được nhiệt lượng bức xạ của mặt trời là bao nhiêu. Thập kỷ 30 của thế kỷ 19 người ta lại tiến hành một lần thí nghiệm khác. Kết quả chứng tỏ, ở vùng biên bầu khí quyển quanh mặt đất, trên diện tích 1cm vuông mỗi phút có thể thu được một nhiệt lượng là 8,15 dung đại lượng này được gọi là hằng số mặt trời. Nhiệt lượng trái đất nhận được chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng bức xạ của mặt trời. Mặt trời mỗi giây phát vào trong không gian khoảng 380 triệu tỷ tỷ dung. Nếu chia con số này cho diện tích bề mặt mặt trời thì ta có thể biết được, trên diện tích 1 cm vuông của bề mặt mặt trời mỗi phút bức xạ một năng lượng khoảng 6.000 dung chỉ biết được lượng bức xạ của bề mặt mặt trời vẫn chưa thể biết được nhiệt độ của mặt trời mà còn phải biết được mối quan hệ giữa tổng lượng bức xạ với nhiệt độ của nó. Giữa thế kỷ 19, người ta còn chưa biết được mối quan hệ này, vì vậy hồi đó tính nhiệt độ mặt trời không chính xác, có người cho rằng nó là 1.500 độ C, có người nói từ 500 triệu đến 1 tỷ độ C. Năm 1879 nhà vật lý Úc đã chỉ rõ sự bức xạ của vật thể tỷ lệ với lũy thừa 4 nhiệt độ của nó căn cứ mối quan hệ này và những kết quả đo bức xạ mặt trời có thể tính ra nhiệt độ bề mặt của mặt trời khoảng 6.000 độ. Nhiệt độ của mặt trời còn có thể căn cứ vào màu sắc của nó để tính ra. Khi một miếng kim loại được gia nhiệt trong lò, cùng với nhiệt độ tăng cao màu sắc của nó cũng không ngừng biến đổi, ban đầu là màu đỏ sẫm, Sau đó biến thành màu đỏ tươi, vàng da cam, vân vân. Do đó khi một vật thể bị nung nóng thì mỗi loại màu có một nhiệt độ tương ứng nhất định. Ví dụ, màu đỏ sẫm tương ứng với 600 độ C, màu đỏ tươi 1.000 độ C, vàng da cam 3.000 độ C, vàng trắng 6.000 độ C, màu trắng 12.000 đến 15.000 độ C, trắng xanh trên 25.000 độ C. Mặt trời có màu vàng kim. xét đến sự hấp thu của tầng khí quyển trái đất thì màu sắc của mặt trời tương ứng với nhiệt độ khoảng 6.000 độ C. Cần chỉ rõ rằng, nhiệt độ mặt trời thông thường mà ta nói đến đều là nhiệt độ tầng sáng bề mặt của mặt trời còn ở trung tâm thì nhiệt độ cao hơn nhiều, ước khoảng 15 triệu, độ C. Thế nào là nguyên tố mặt trời? Heli là một trong những nguyên tố nhẹ nhất trên trái đất, nó chỉ đứng sau Hiro. Trong bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học nó đứng ở vị trí thứ hai, ký hiệu là He, tên tiếng Anh là Helium. Nó bắt nguồn từ tiếng hiệp là Helios, có nghĩa là mặt trời, nên Heli cũng được gọi là nguyên tố mặt trời. Heli và mặt trời có mối quan hệ gì? Đó là lần nhật thực toàn phần ngày 18 tháng 8 năm 1868. Nhà khoa học P. Janssen đến Ấn Độ để quan trắc nhật thực toàn phần. Ông phát hiện trong quan phổ của bề mặt mặt trời có một vạch sáng màu vàng không thể ăn khớp với màu vàng trong quan phổ của các nguyên tố khác mà ta đã biết. Ngày thứ hai với sự ấy nấy, trăn trở, một lần nữa ông lại quan trắc mặt trời. Khiến cho ông phấn khởi và kinh ngạc là, tia màu vàng đó vẫn ở vị trí cũ do đó Giang Sen viết thư cho Viện Khoa học Pháp báo cáo kết quả phát hiện của mình. Nhà khoa học Anh Di, Loki khi tiến hành quan trắc cũng phát hiện vạch vàng đó. Ngày 20 tháng 10 ông cũng gửi thư cho Viện Khoa học Pháp báo cáo kết quả quan trắc của mình. Đúng là sự trùng hợp kỳ lạ, hai bản báo cáo cùng một sự kiện, cùng một thời gian gửi đến Viện Khoa học Pháp. Ngày 26 tháng 10 năm đó cùng được công bố trong hội nghị của Viện Khoa học. Hồi đó vạch vàng được cho là quan phổ của một nguyên tố mới rất đặc biệt không tồn tại trên trái đất, do đó người ta gọi nó là helium, tức là nguyên tố mặt trời. Nguyên tố mặt trời được tìm thấy trên trái đất là sự kiện xảy ra sau đó 27 năm. Tháng 2 năm 1895 nhà hóa học nổi tiếng Anh là Ramsey khi đo tính chất vật lý của nguyên tố khí trơ Argon ông vừa phát hiện năm trước cũng là nguyên tố khí trơ được phát hiện sớm nhất, bạn bè đã có thiện ý nhắc nhở ông rằng. Trước đây có người khi làm thí nghiệm về quặng Urani, Itri cũng đã từng nhận được chất khí có hiện tượng khác thường là không cháy. Nên nhắc nhở ông phải chú ý đến điều đó. Chất khí đó có phải Argon không? Ramsey cảm thấy sự nhắc nhở của bạn bè rất có lý. Khi ông dùng kính phân quang để kiểm tra quặng Urani, Itri thì tìm thấy một chất khí, phát hiện này không phải là Argon, mà trong quang phổ của nó có một vạch sáng màu vàng khác với màu vàng của các chất khác nó cũng không giống với vạch quan phổ khí argon. Ban đầu Ramsey cho rằng vạch vàng này do nguyên tố natri phát ra, có thể khi làm thí nghiệm đã không cẩn thận làm rơi một chất gì đó có chứa muối ăn, naco. Qua kiểm tra kỹ và làm thí nghiệm nhiều lần, vạch vàng đó vẫn xuất hiện ở chỗ cũ. Để làm rõ vạch vàng này từ đâu mà có, ông đã làm thí nghiệm loại quặng này có bỏ thêm naco vào, nhưng vạch vàng của natri vẫn không trùng với vạch vàng cũ kết quả quan phổ của chất khí cũ vẫn đồng thời xuất hiện. Lúc đó Ramsey nghĩ đến 27 năm trước Giang Sen đã phát hiện vạch vàng trong quan phổ mặt trời, lẽ nào trong quặng Urani, y tri của trái đất cũng có nguyên tố mặt trời. Qua nhiều thí nghiệm chứng tỏ sự thật là như thế. Nguyên tố mặt trời hoàn toàn thống nhất với chất khí tìm được trong quặng Urani, y tri, đó là nguyên tố Heli. Gió mặt trời là gì? Mặt trời cũng có gió, đó là gió mặt trời. Tên gọi gió mặt trời được đưa ra từ thập kỷ 50 của thế kỷ 20. Về sự tồn tại của nó mấy trăm năm trước đã có người nghĩ đến, chứng cớ trực tiếp là đuôi của sao chổi. Bất cứ lúc nào và trong điều kiện nào, đuôi của sao chổi luôn ngược lại hướng mặt trời. Nói một cách khác khi sao chổi tiến gần đến mặt trời giống như đầu của nó kéo theo cái đuôi tiến lên. Khi sao chổi đi xa mặt trời, đuôi của sao chổi luôn kéo dài theo hướng ngược với mặt trời căn cứ hiện tượng này nhiều người tin rằng nhất định trên mặt trời có gió làm cho đuôi sao chổi luôn đi theo hướng ngược lại với mặt trời. Người ta suy luận tiếp, gió mặt trời là do những hạt mang điện từ bức xạ của mặt trời phát ra. Cuối thập kỷ 50 của thế kỷ 20, nhà thiên văn phát người Mỹ đã miêu tả chính xác luồng gió mặt trời này. Ông cho rằng, tầng ngoài cùng của bầu khí mặt trời, tức là quần mặt trời không có một biên giới rõ ràng mà là một trạng thái giãn nở liên tục, khiến cho những hạt có nhiệt độ cao và mật độ dày phóng ra các phía với tốc độ cao và ổn định. Mấy năm sau, bằng những kết quả quan trắc của các con tàu vệ tinh thu được đã hoàn toàn chứng thức sự tồn tại của gió mặt trời. Luồng gió này có thể thổi đến trái đất của ta, ở gần quỹ đạo trái đất người ta đo được tốc độ gió mặt trời khoảng 450 km trên giây. Ở thời kỳ mặt trời hoạt động mạnh, tốc độ của nó còn tăng lên gấp bội. Gió mặt trời là luồng gió rất loãng, nó còn loãng hơn chân không mà ta có thể tạo được trong phòng thí nghiệm. Xét đến sự ảnh hưởng của các chất ở trong không gian đối với nó. Các nhà khoa học suy đoán rằng nó có thể thổi đến một khoảng cách 25 đến 50 đơn vị thiên văn, một đơn vị, thiên văn khoảng 150 triệu km, có thể còn xa hơn nữa. Gió mặt trời đối với nghiên cứu các quá trình vật lý của từ quyển xuất hiện trong các hành tinh và kết cấu từ trường giữa các hành tinh đặc biệt là hiện tượng nhiễu loạn của từ trường trái đất là một nhân tố vô cùng quan trọng chẳng qua ngày nay sự quan trắc và nghiên cứu về gió mặt trời chưa đầy đủ cho nên sự tìm hiểu về bản chất của nó còn là một khối lượng công việc rất lớn cần phải làm vết đen mặt trời là gì bề mặt mặt trời sáng chói thường xuất hiện những vết tối gọi là vết đen hay nhật bang những ngày gió cát đầy trời ánh nắng giảm yếu ta có thể dùng mắt thường cũng thấy được những ghi chép sớm nhất về vết đen được thế giới thừa nhận ghi trong cuốn sử Hán Thư, Ngũ Hành Chí. Đó là lần quan trắc vết đen lớn nhất ngày 10 tháng 5 năm 28 trước công nguyên. Điều đó xảy ra sớm hơn 800 năm so với phát hiện vết đen mặt trời của châu Âu. Điểm đen trên thực tế là gió bão trên bề mặt mặt trời, là một luồng khí xoáy rất lớn. Một vết đen phát triển hoàn toàn có một nhân trung tâm gần như hình tròn hơi đen, gọi là bóng thực, mặt ngoài chung quanh nó là hình ảnh những sợi khá sáng, gọi là bóng ảo. Điểm đen thực ra không đen, nhiệt độ của nó khoảng 4.500 độ. So với nước thép sôi còn sáng hơn nhiều. Nhưng vì nhiệt độ chung quanh của nó là 6.000 độ nên nó thấp hơn khoảng 1.500 độ, so sánh ta sẽ thấy nổi lên hình ảnh của một vết đen. Đường kính của vết đen thường trên 1.000 km, những vết đen Đặc biệt là một đám vết đen đường kính có thể đạt đến trên 10 vạn km. Người ta phát hiện, vết đen xuất hiện trên mặt trời bao giờ cũng theo một quy luật nhất định, số lượng vết đen tăng lên theo từng năm. Tăng đến cực vết rồi lại giảm xuống theo từng năm. Từ số vết đen nhỏ nhất đến năm có vết đen nhiều nhất thời gian bình quân là 11 năm gọi là một chu kỳ hoạt động của mặt trời. Mức độ vết đen xuất hiện trên mặt trời bao nhiêu được dùng làm tiêu chí để đánh giá sự hoạt động mạnh hay yếu của mặt trời. Điểm đen của mặt trời còn có một đặc trưng rõ rệt, đó là sự phân bố của đa số vết đen trên mặt trời xuất hiện trong phạm vi từ 8 độ đến 35 độ hai bên đường xích đạo. Từ năm 1908 nhà thiên văn hôn người Mỹ đã phát hiện một phương pháp quan sát vết đen và từ trường vết đen của mặt trời dùng phương pháp này hôn và một số người khác đã phát hiện vết đen có từ trường phổ biến khá mạnh. Điều thú vị là từ tính của từ trường vết đen có sự biến đổi phức tạp và có quy luật. Chu kỳ biến đổi là 22 năm. Phát hiện này về sau được nhiều kết quả quan trắc chứng thực. Hôn và một số người khác căn cứ kết quả quan trắc về sự biến đổi cực tính từ trường vết đen. Nên năm 1919 đã đưa ra chu kỳ hoàn chỉnh của hoạt động vết đen mặt trời gấp đôi 11 năm tức là 22 năm. Nó thường được gọi là chu kỳ chuyển đổi cực từ, gọi tắt là chu kỳ từ, hoặc gọi nó là định luật Hale. Hệ mặt trời lớn bao nhiêu? Chắc bạn đã nhìn mặt trời mọc. Khi nhìn thấy những tia nắng bình minh đầu tiên, bạn có biết rằng tia nắng đó đi từ mặt trời đến trái đất mất 8 phút 20 giây không? Bạn có hình dung được mặt trời cách ta bao xa không? Cần biết rằng ánh sáng mỗi giây đi được 30 vạn km tức là nó vòng quanh đường xích đạo trái đất một vòng chỉ cần 7 phút một giây. Khoảng cách bình quân từ trái đất đến mặt trời là 150 triệu km, gọi tắt là một đơn vị thiên văn. Nhưng theo cự ly mà xét thì trái đất chỉ là hành tinh thứ ba của mặt trời. Trong số 9 hành tinh lớn của mặt trời thì sao Diêm Vương là xa nhất. Cự ly bình quân của nó đến mặt trăng gấp khoảng 40 lần cự ly từ trái đất đến mặt trời cho nên ánh sáng mặt trời vượt qua quỹ đạo của sao Diêm Vương cần một ngày từ sáng đến tối. Cự ly này lớn đấy chứ. Nhưng quỹ đạo của Diêm Vương Tinh vẫn chưa được xem là biên giới ngoài cùng của hệ mặt trời. Trên thực tế trong hệ mặt trời còn có một số thiên thể, khi nó cách xa mặt trời nhất thông thường còn vượt qua rất nhiều quỹ đạo của Diêm Vương Tinh, đó chính là sao chổi. Có một số sao chổi quỹ đạo dẹt đến mức kỳ lạ, phải mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm sau mới trở lại một lần. Như vậy cự ly của chúng cách mặt trời có thể vượt qua mấy trăm tỷ km. Ở thập niên 50 của thế kỷ 20, nhà thiên văn Hà Lan là tơ đã đề xuất ở ngoại vi hệ mặt trời, cách mặt trời khoảng 15 vạn đơn vị thiên văn, có một kết cấu cầu tròn tương đối đồng đều, trong đó có một lượng lớn sao chổi nguyên thủy. Tầng cầu này được gọi là mây Oort. Thực chất có tồn tại cái gọi là mây Oort này không còn phải chờ các nhà thiên văn nghiên cứu thêm nhưng cho dù ta lấy phạm vi, mây ô tơ, này làm kích thước của hệ mặt trời thì toàn bộ hệ mặt trời so với hệ ngân hà mà nói cũng chỉ mới là một hạt cát trong biển cát mênh mông. Còn hệ ngân hà trong vũ trụ mênh mông lại càng chỉ là một chấm đảo nhỏ trong biển khơi mà thôi. Trong đại gia đình hệ mặt trời có những thành viên chủ yếu nào? Gia đình hệ mặt trời là một hệ thống thiên thể được cấu tạo bởi mặt trời, chính hành tinh lớn, mấy chục vệ tinh, hàng nghìn hàng vạn các tiểu hành tinh và vô số sao chổi cùng với những thiên thạch không thể đếm xuể và các chất giữa các ngôi sao phân bố khắp nơi trong không gian hệ mặt trời. Cương vực hệ mặt trời bao la Nếu lấy Diêm Vương Tinh làm biên giới của hệ mặt trời, cự ly của nó đến mặt trời là 40 đơn vị thiên văn, ước khoảng 6 tỷ km. Giả thiết máy bay cao tốc bay với tốc độ 1.500 km giờ thì từ mặt trời đến Diêm Vương Tinh phải liên tục bay 457 năm mặt trời là thiên thể trung tâm của hệ mặt trời tất cả các thành viên của hệ mặt trời đều quay quanh mặt trời chính hành tinh cách mặt trời từ gần đến xa lần lượt là thủy tinh kim tinh trái đất hỏa tinh mộc tinh thổ tinh thiên vương tinh hải vương tinh và diêm vương tinh mộc tinh to nhất là anh cả trong các hành tinh còn diêm vương tinh nhỏ nhất là em út của các hành tinh hiện chỉ được coi là hành tinh luồng Ngoài thủy tinh và kim tinh ra thì bảy hành tinh khác đều có vệ tinh của mình. Trong các vệ tinh thì vệ tinh 6 của thổ tinh có đường kính lớn nhất, khoảng 5.800 km. Còn lớn hơn cả thủy tinh. Lần đầu phát hiện tiểu hành tinh là vào đêm giao thừa Tết nguyên đáng năm đầu tiên của thế kỷ 19. Đến nay đã có hơn 8.000 tiểu hành tinh được chính thức đặt tên. Thực ra số tiểu hành tinh còn nhiều hơn thế, tổng số trên 50 vạn ngôi sao chổi là thành viên có hình dạng đặc biệt nhất, thay đổi nhiều nhất trong hệ mặt trời. Lúc nó gần mặt trời thì đường kính của đầu sao chổi khoảng trên 10 vạn km, đuôi của nó dài hàng nghìn, hàng vạn km, thậm chí còn dài hơn nữa. Đó là một vật thể vô cùng lớn nhưng mật độ bình quân của nó còn thấp hơn rất nhiều so với chân không nhân tạo. Có người tính rằng, tổng số sao chổi trong hệ mặt trời không dưới một tỷ ngôi. Nhưng hàng năm dùng kính viễn vọng chỉ có thể nhìn thấy mấy ngôi hoặc mười mấy ngôi thiên thạch thể bình thường không thấy được, chỉ khi nào nó rơi vào tầng khí quyển của trái đất, mà sát với không khí bốc cháy mới để lại một vệt sáng trong không trung, đó chính là sao băng mà ta nhìn thấy. Hàng năm số thiên thạch thể bốc cháy không hết rơi vào mặt đất khoảng không dưới 20 vạn tấn. Tuyệt đại đa số chỉ là những vật thể nhỏ như mũi kim, có một số lượng lớn hơn cháy không hết rơi xuống mặt đất gọi là vẫn thạch hay vẫn tinh. Các chất giữa các hành tinh rất loãng, Phần lớn chúng tập trung ở gần mặt phẳng hoàng đạo, từ đó mà hình thành những hiện tượng thiên văn như ánh sáng hoàng đạo. Sau khi mặt trời mọc hoặc lặn thì xuất hiện những luồng sáng yếu ớt dạng hình chấp hai bên hoàng đạo và ánh sáng của mặt trời. Ở vùng vĩ độ thấp hoặc khu vực núi cao có lúc trên bầu trời ngược với phía mặt trời có thể nhìn thấy một vệt sáng hình bầu dục. Các hành tinh quay quanh mặt trời như thế nào? Copernicus Nhà bác học Ba Lan trong tác phẩm nổi tiếng bàn về sự chuyển động của các thiên thể đã giải quyết một cách chính xác vấn đề được tranh luận từ lâu, trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời chứ không phải mặt trời và các hành tinh quay quanh mặt trời. Các hành tinh quay quanh mặt trời như thế nào? Trước đây vì trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế, Copernicus đã không thể giải thích rõ được vấn đề này. Qua hơn nửa thế kỷ, Tycho Brahe, nhà thiên văn đang mạch trên cơ sở các tư liệu quan sát chính xác Kepler, nhà thiên văn Đức đã dùng ba định luật miêu tả chính xác sự vận động của các hành tinh, được gọi là định luật Kepler hoặc ba định luật của chuyển động hành tinh. Quỹ đạo của các hành tinh quay quanh mặt trời đều là hình elip. Tâm sai của hình elip khác nhau, mặt trời nằm trên một trong hai tiêu điểm của elip. Đó là định luật thứ nhất trong ba định luật của Kepler, tức là định luật quỹ đạo. Định luật thứ hai của Kepler phát biểu như sau: trong những khoảng thời gian bằng nhau thì đường nối liền giữa tâm hành tinh với tâm mặt trời sẽ quét thành những diện tích như nhau. Đó gọi là định luật diện tích. Căn cứ định luật này thì điểm ngày gần mặt trời nhất trên quỹ đạo hành tinh tốc độ chuyển động của nó nhanh hơn ở điểm ngày xa mặt trời nhất. Định luật quỹ đạo và định luật diện tích được kép lê đồng thời phát biểu trong cuốn sách Tân Thiên Văn Học năm 1609. Mười năm sau, Tức năm 1619 trong tác phẩm nổi tiếng bàn về sự điều hòa vũ trụ, Kepler đã phát biểu định luật thứ ba sau khi ông đã khảo sát lâu dài và phát hiện, bình phương chu kỳ T của các hành tinh quay quanh mặt trời tỷ lệ thuận với lập phương khoảng cách bình quân R của hành tinh đó đến mặt trời. Định luật thứ ba còn gọi là định luật điều hòa. Nếu dùng T1 và T2 phân biệt biểu thị chu kỳ của hai hành tinh quay quanh mặt trời, R1 và R2 phân biệt biểu thị khoảng cách bình quân của nó đến mặt trời thì công thức toán học được viết như sau. T1 bình phương trên T2 bình phương bằng R1 mũ 3 trên R2 mũ 3 kép lê vô cùng phấn khởi khi tìm được định luật thứ ba. Ông từng vui sướng nói rằng, đó là điều mà tôi hy vọng suốt 16 năm qua. Ba định luật chuyển động của hành tinh có một ý nghĩa quan trọng, không những các hành tinh tuân thủ theo nguyên tắc này, mà các vệ tinh của hành tinh cũng không ngoại lệ định luật thứ ba càng chứng tỏ, chu kỳ các thiên thể quay quanh mặt trời và khoảng cách của nó đến mặt trời không phải là tùy ý, cũng không phải là ngẫu nhiên mà là tổng thể có trật tự nghiêm ngặt. Trong hệ mặt trời kình có hành tinh thứ 10 không? Như ta đã biết hệ mặt trời có chính hành tinh lớn, nhưng từ lâu đến nay các nhà thiên văn đều bị một câu hỏi làm trăn trở, đó là quỹ đạo chuyển động thực của thiên vương tinh và hải vương tinh chênh lệch so với vị trí quỹ đạo tính toán theo lý thuyết. Tuy nhiên về sau người ta phát hiện ngoài Hải vương tinh còn có Diêm vương tinh. Nhưng khối lượng của Diêm vương tinh quá nhỏ, không đủ làm lý do để giải thích cho vấn đề quỹ đạo chuyển động của Thiên vương tinh và Hải vương tinh bị sai lệch. Do đó một số nhà thiên văn tin rằng, ngoài Diêm vương tinh còn tồn tại một hành tinh lớn thứ 10 nào đó của hệ mặt trời. Bao nhiêu năm nay, từ khi chưa tồn tại những người phủ nhận Diêm vương tinh, thì ngày càng có nhiều người từ những góc độ khác nhau đưa ra khả năng tồn tại hành tinh thứ 10 có người đã tính quỹ đạo chuyển động của sao chổi Halley trong thời gian hơn 1.500 năm, kể từ năm 1835 đến lùi đến 295 trước công nguyên. Kết quả phát hiện ngày thực tế sao chổi Halley đi qua điểm quỹ đạo gần mặt trời nhất chênh lệch với ngày tính toán theo lý thuyết. Lần đi qua năm 1835, số ngày thực tế chậm hơn 3 ngày so với tính theo lý thuyết, sau đó năm 1910 khi sao chổi quay trở về lại chậm hơn 3 ngày. Các nhà khoa học phát hiện thời gian sao chổi Halley đi qua điểm gần nhất hầu như biến đổi theo chu kỳ 500 năm. Điều đó đi đến sự giải thích khi sao chổi Halley đi qua điểm gần nhất trên quỹ đạo đối với mặt trời đã chịu sự ảnh hưởng nào đó của một thiên thể chưa biết. Thiên thể chưa biết này rất có thể là một hành tinh khác ngoài Diêm Vương tinh. Chu kỳ quay quanh mặt trời của hành tinh chưa biết này khoảng 500 năm. Năm 1950 khi tính toán quỹ đạo chuyển động xa của sao chổi, Người ta cho rằng ngoại diêm vương tinh ra nên có một hành tinh khác nữa, hành tinh đó cách mặt trời khoảng 77 đơn vị thiên văn. Đáng tiếc là các nhà thiên văn đã dùng kính viễn vọng trong mấy năm để tìm kiếm khắp bầu trời nhưng không tìm thấy tung tích của hành tinh đó. Ở đây điều đáng nói là Thango, nhà thiên văn đã phát hiện ra diêm vương tinh cũng rất hứng thú trong việc tìm kiếm hành tinh mới. Ông đã bỏ ra 14 năm để tìm kiếm. Lần lượt kiểm tra trên 70% các hành tinh mới xuất hiện trên bầu trời nhưng không thu được kết quả gì. Mặt khác, các nhà thiên văn cũng hoài nghi rằng trong quỹ đạo của thủy tinh có thể tồn tại một hành tinh quay quanh mặt trời được gọi là hành tinh thủy nội. Cho dù có tồn tại hành tinh thủy nội hay không, nhưng vì nó cách mặt trời gần quá nên rất khó quan sát, cho đến nay vẫn chưa có phát hiện gì mới. Cuối cùng trong hệ mặt trời có hành tinh lớn thứ 10 hay không, ngày nay chưa ai có thể khẳng định được trong hệ mặt trời những hành tinh nào có vệ tinh riêng? Mặt trăng là vệ tinh thiên nhiên duy nhất của trái đất, là thiên thể đã được loài người biết đến từ lâu. Vậy những hành tinh khác của hệ mặt trời có vệ tinh riêng không? Những quan trắc nghiên cứu về mặt này mãi đến đầu thế kỷ 17 mới bắt đầu. Tháng 1 năm 1610, Galin nhà bác học Italia lần đầu tiên dùng kính viễn vọng tự chế tạo. Khi quan sát một tinh phát hiện một tinh có bốn vệ tinh. Từ đó đến cuối thế kỷ 19 các nhà khoa học phát hiện 6 hành tinh lớn của hệ mặt trời tổng cộng có tất cả 21 vệ tinh. Đến cuối năm 2006, các thành viên trong gia đình vệ tinh đã mở rộng đến 156 ngôi, tức là nói trái đất có một vệ tinh, hỏa tinh có hai, mộc tinh có 63, thổ tinh có 47, thiên vương tinh có 27, hải vương tinh có 13, diêm vương tinh có 3. Chỉ có kim tinh và thủy tinh đến nay chưa phát hiện có vệ tinh riêng. Ở thập kỷ 70 của thế kỷ 20, các nhà khoa học đã phóng các thiết bị thám không bay gần kim tinh và thủy tinh nhằm tìm kiếm vệ tinh của chúng nhưng vẫn chưa tìm thấy. Các đại hành tinh có vệ tinh đã là điều quen biết. Nhưng đến năm 1978, các nhà thiên văn kinh ngạc phát hiện thấy một tiểu hành tinh có tên gọi là Đại Lực Thần cũng có vệ tinh riêng. Tiểu hành tinh này không lớn lắm, đường kính chỉ có 243 km. Đường kính vệ tinh của nó là 45,6 km, bằng 19% đường kính của tiểu hành tinh. Cự li của hai bên là 977 km. Cũng trong năm 1978, chung quanh tiểu hành tinh Maipomang có đường kính 135 km cũng phát hiện thấy có vệ tinh với đường kính 37 km. Liên tục phát hiện các vệ tinh của tiểu hành tinh khiến cho các nhà khoa học một lần nữa phải soát xét lại các tài liệu quan trắc trước đây coi như đã hoàn thành để xem có tìm thấy vệ tinh của hành tinh nào nữa không. Ngày nay đã chứng thực được số tiểu hành tinh có vệ tinh không dưới 10 ngôi. Thậm chí có người còn cho rằng một số tiểu hành tinh nào đó có một vệ tinh trở lên. Tiểu hành tinh vốn khá nhỏ, vệ tinh của nó lại càng nhỏ hơn. Những tiểu hành tinh trong hệ mặt trời có vệ tinh đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới rộng lớn đối với các nhà khoa học. Vì sao nhiệt độ bề mặt kim tinh lại cao đến thế? Kim tinh cách mặt trời bằng 30% so với trái đất, nhiệt độ bề mặt của nó nên cao hơn nhiệt độ bề mặt trái đất mới phải, đó là điều hoàn toàn có thể dự đoán và hiểu được. Nhưng các nhà khoa học quan sát phát hiện thấy nhiệt độ bề mặt kim tinh cao đến 465 đến 485 độ C thì cảm thấy rất lạ nguyên nhân gì khiến cho nhiệt độ bề mặt kim tinh cao đến thế? Kim tinh có một tầng khí quyển dày đặc bao. Bọc. Nó ngăn cản ta quan sát trực tiếp bề mặt của kim tinh mà chỉ thông qua những thiết bị thám không để quan sát hiện trường bề mặt và tầng khí quyển của kim tinh mới dần dần làm sáng tỏ bộ mặt thật của nó. Ngày nay người ta biết được trong tầng khí quyển của kim tinh hàm lượng khí carbonic cao đến mức khó tưởng tượng, trên 97% hàm lượng khí carbonic ở tầng thấp nhất của tầng khí quyển còn cao hơn. Đạt 99%, hầu như toàn bộ là khí carbonic. Trong bầu khí quyển gần mặt đất của ta hàm lượng khí carbonic chỉ chiếm 0,03 so với kim tinh thì không đáng kể. Ngoài ra trong tầng khí quyển của kim tinh còn có một ít nitơ, argon, khí carbon monoxide và hơi nước. Trong tầng không khí cách bề mặt kim tinh 3 đến 4.000 km tồn tại một lớp sương mù dày đặc. Điều làm cho con người kinh ngạc hơn là lớp sương mù này là những giọt axit sulfuric H2SO4 đậm đặc cấu tạo thành. Trên trái đất H2SO4 là một hợp chất hóa học rất quan trọng, không ngờ sản phẩm này lại tồn tại một lượng rất lớn trên kim tinh. Bầu khí quyển của kim tinh có thể phản xạ 76% ánh nắng của mặt trời, khiến cho bầu trời của kim tinh vô cùng sáng. 24% ánh nắng mặt trời còn lại xuyên qua bầu khí quyển, chiếu lên bề mặt kim tinh thông thường đáng lẽ 24% ánh nắng này có một bộ phận phản hồi lại không trung, nhưng do nồng độ khí có hai dày đặt trên bề mặt kim tinh gây cản trở, giống như một lớp chăn bông dày bao phủ bề mặt kim tinh. Nhiệt lượng bức xạ của mặt trời ngày càng tích tụ gần bề mặt kim tinh, gọi là hiệu ứng nhà kính, do đó nhiệt độ kim tinh ngày càng cao, đạt đến mức khó tưởng tượng nổi như ngày nay. Hàm lượng khí carbonic trong bầu khí quyển mặt đất dù ít, nhưng trái đất hàng giờ hàng phút sản sinh ra một lượng khí carbonic khá nhiều nếu cứ thế tiếp tục mà không có những biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu thì hậu quả sẽ không lường hiệu ứng nhà kính trên mặt đất đã trở thành một vấn đề môi trường quan trọng tình trạng nhiệt độ cao trên bề mặt kim tinh là một bài học đối với chúng ta